Ok, bây giờ cho anh em một cái đề tài này. Cho anh em rong ruổi cùng với một con xe 3 tuần ở khắp nước Việt Nam này, thì anh em sẽ chuẩn bị những gì? Ngày mai thì mình sẽ có một cái chuyến đi rất là dài, có thể là dài nhất từ khi mình sinh ra, và cùng với con xe này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị, gọi là một cái bước chuẩn bị để cho một cái chuyến đi dài, thì chuẩn bị những cái gì? Và ok, lên đường thôi. Việc đầu tiên mình muốn làm đó là bảo dưỡng lại con xe này. Mặc dù nó hoạt động đang rất là tốt, nhưng mà mình cũng không muốn có một cái điều gì xấu xảy ra, không có một trường hợp nào ngoại lệ. Nên là mình sẽ đi kiểm tra lại toàn bộ con xe này, từ phuộc rồi lốp rồi mọi thứ trên xe này, để nó không có một cái bất chắc gì xảy ra khi mà mình hoạt động. Ok, chiến thôi. Cái này bảo dưỡng thì mình cũng không đi đâu xa, ở gần nhà mình có một cái quán mình hay sửa. Giờ hơi muộn đi. Ok, không sao. Hôm qua trao đổi đấy, nói chung là xem lại tất cả. Đi chuyến này tầm một tháng ấy, cho nên là quan trọng hết đấy. Để kiểm tra lại cho sơ qua luôn. Sơ qua, mấy cái gì mấu chốt đây, ví dụ như đang đi tự nhiên chết máy không đề được nữa thì chết đấy. Quán này thì mình hay ra đây sửa xe này. Không, bình thường thì mình chỉ rửa thôi, sửa xe và căng xích thôi. 20.000. Quán này ở cái đoạn Đa Sĩ. Đa Sĩ, số 1 Đa Sĩ. Chuyện đi thử à? À, để xem mà bác sĩ khám bệnh. Quán này thì mình đi bô Sonic thì nó êm rồi. Để xem mà khám xem có ra bệnh gì không. Mình đi thì nó không được như lúc ban đầu, nhưng mà phần đa là mình đi chẳng thấy có một cái lỗi gì hết đấy. Không có cái chuyện chết máy hay làm sao cả. Phuộc thì mình thấy là vẫn còn ngon. Phuộc nhá, cảm tưởng thì mình vẫn còn ngon. Sao không? Có à? Thế mà cũng ra bệnh à? Con này mình đi đường dài thì nó có một vài cái trang bị cơ bản, như là một là mình phải xem map này. Xem map ở đây này. Lát nữa mình sẽ về lắp thêm gương chiếu hậu, báo vôn này, sạc pin này, đi đường dài thì phải có mấy cái này, trợ sáng. Trợ sáng thì như chuyến đi lần trước thì mình có một con một cặp M10 Plus ở dưới này, cộng với lại M60 Plus ở trên này, thì nói chung là ban đêm đi không sợ mà gì cả. Bảo dưỡng qua tức là mình làm những cái gì? Thì bảo dưỡng qua thì em sẽ kiểm tra lại cho anh là hai cái phanh trước phanh sau này. Cái bơm mới thay, nhưng mà ví dụ mà quần em vệ sinh lại. Kiểm tra lại xích. Rồi cả kiểm tra lại xem là cái phần cổ này hơi nặng. Chén cổ à? Ừ. Cổ nó hơi nặng. Đấy, phanh này là mới thay ở đây luôn đấy. Biết rồi, phanh thì mới thay thì đằng nào cũng làm này. Ok. Tháo ra em vệ sinh lại cho cái phanh, bảo dưỡng qua cái phanh. Mình có tháo nó dạ áo ra xong xem sao không? Có chứ anh. Nếu thì em sẽ tháo ra em vệ sinh cho anh là kim phun bằng đốt luôn. Kim phun bằng đốt à? Đúng rồi. Và cả làm cho anh là cái cổ chạy cho nó nhẹ. Cổ à? Đúng rồi. Cổ là cái khớp nối này đúng không? Đúng rồi. Mình sẽ tháo cả cổ xuống. Tháo cả cổ xuống mình làm này. Trên cổ. Nặng lắm. Thì cảm giác lốp liếc xem nào. Vâng. Nếu mà nó mòn quá rồi. Đấy thì cứ để em tháo ra cái gì bảo. Không, con này cũng mới thay thôi. Russo Sport. Trước có cái đinh nào không thì ý là xem có cái đinh nào không. Đi chuyến này cũng khá là xa đấy, khá là lâu ấy, nên là cũng phải đi vào Cà Mau. Anh ấn nhầm cái đi xuống rồi. Em xem mà. Trời ơi. Đi quả này tốn tiền hết đấy. Tốn tiền. Đây, đây là lần tiêu tiền đầu tiên đây. Tiêu cho ngựa. Nói chung là làm sao để cho nó đảm bảo nhất có thể ấy. Đi giữa đường kiểm tra. À, với cả cái gì ngoài trước em hay bị cái không tắt bật được đèn này. Cái cầu chì ấy đúng không? Ở đây cháy cầu chì 2 lần rồi đúng không? Thì chắc là cho em thêm mấy con cầu chì em ở đấy dự trữ. Xong có gì thì bảo em cách thay ấy. Ok. Ok. Thế thì về điện là ok. Đó. Cái này em quay YouTube anh ạ.
Anh này, dạ. Em ghi hình YouTube. Ok. Được nhá. Không có đi lên lại ối trời ôi thì. Vấn đề gì? Vấn đề gì? Thực ra là quán này là mình tức là mình bơm hơi, họ cũng bơm cho mình rửa xe các thứ rất nhiều lần rồi. Tức là thái độ phục vụ họ rất tốt đấy. Rất thân thiện, cho nên là mình tin tưởng giao xe cho họ kiểm tra. Đấy. Nhưng mà bảo sao ra hít thì nó chuyên nghiệp thật nhưng mà cảm giác nó không có sự tin tưởng tuyệt đối. Những cái họ hay up sale mình ấy. Thế là ok, thôi. Xem là mà bạn tháo như kiểu gì. Lâu lắm rồi mới kiểu tháo cả cái dàn áo này ấy. Với cả cái cổ này hình như cũng chưa thay bao giờ. Cũng chưa tháo bao giờ luôn, cái cổ này chưa tháo. Đúng bao không? Đúng rồi, chưa tháo. Ok, bây giờ dịp hiếm hoi thì tháo ra đây. Con này à? Ok, vậy hợp lý rồi. Đây là bi à? Ok, qua kiểm tra thì có 3 cái cần thay đúng không? Đầu tiên là cái cổ phốt à? Một cái cổ phốt thay loại xịn xịn chút. Cái này mình chưa bao giờ bổ ra đâu. Để bây giờ mới bổ ra này. Cái thứ hai là lọc gió anh. Cái thứ ba là gì anh? Cái thứ ba là gì đó? Vệ sinh kim phun buồng đốt. À, vệ sinh kim phun buồng đốt. Cái đấy cũng quan trọng tại vì khi mà đi thời gian dài anh em. Cái này cũng không phải loại xịn này. Trước mình thay đâu mình quên mất rồi. Về vấn đề về gió với kim phun xăng các thứ là khi mà hoạt động công suất lớn ấy hoặc là liên tục ấy thì nó cần phải đồ xịn xịn tí cho nó đảm bảo. Đây có chả đá. Chả đá. Đi đường dài anh em đi ăn winner thì nó cũng được. Mình thích nhất là có cái ABS, không phải là vì nó phanh ăn hay sao nhưng mà cảm giác mình nó tự tin ấy, đi đường dài nó tự tin. Đi ví dụ gặp trời mưa nữa thì cũng tự tin hơn là đi xe không có ABS. Chỉ cần trượt một lỗi nhỏ thôi là mình cũng sơ sẩy là mình cũng toang. Nên là nên chọn những cái công nghệ mà tốt nhất. Trước mình định đi con FZ chứ, FZ nhưng mà nhất là đời nó thấp hơn này, thứ hai là cũng không có ABS. Mặc dù nó có bình xăng trước, đi cảm giác đi đường dài nó chuẩn hơn đấy. Thôi, tận dụng thôi, đi con này. Ôi giời. Okay. Ghê vậy. Tiêu chuẩn. Xích căng vậy anh? À, hết rồi anh. Đa dầu xong hết rồi. Đèn này. Đèn này. Nhàn. Ok à? Vâng. Ok, xong rồi. Tổng thiệt hại bao nhiêu đây? Ở đây. Mà hết 960. 960 à? Vâng. Không chuyển khoản nhá. Vâng. Được may mắn cho mình nha. Vâng, cảm ơn anh. Cái mũ này của em đó. Vâng. Mai đi một mình một xe này hay là có người đi cùng? Mình một xe này đấy. Ok. Ok. Xong một phần đó là phần xe cộ. Mà nó cũng gần như là phần chính ấy, nó là con ngựa của mình đi cùng mình mà. Review lại chút này. Xe này thì ok rồi này. Về phần máy móc rồi gió lọc các thứ thì ok rồi này. Mũ bảo hiểm thì mình sẽ đội con này. Full face, rock 01. Trên xe thì một cái giá đỡ này. Cái này là dự phòng. Dùng cái nào cũng được. Đấy. Sạc pin điện thoại trên này. Đó. Trợ sáng đây. Cốt đây, trắng đây. Pha là phá xương này. Đó. Bên này là passing. Passing khi chỗ nào tối quá thì đấy. Sạc pin điện thoại, báo vôn. Đó. Thế thôi. Về phần ngựa của mình thì ngon rồi. Ok là không phải suy nghĩ gì nữa. Rồi tiếp tục đến chuẩn bị đồ.
đồ ấy có hành trang cá nhân các thứ đấy. Rồi ok, để xem phải mang những cái gì nào. Ok, hello anh em. Bây giờ là 8 giờ tối. Đang chuẩn bị đồ à. Xe thì cũng là xe các bạn hôm nọ đi với mình. Đây, review qua cái xe một tẹo nữa. Mình lên một cái đệm tổ ong này. Nót yên tổ ong với lại cái gương. Đi xa anh em phải có gương nhá. Thứ nhất là tự tin, thứ hai là cũng cho anh em tầm nhìn nữa. Chứ anh em mà không lắp gương đến tỉnh khác người ta thu luôn xe, anh em không đi được đâu. Bên này cũng vậy, bên này cũng yên, lót yên tổ ong cộng với lại sao cái gương lỏng lẻo này. Duy ơi, gương lỏng lẻo đấy. Nó vậy à? Đồ đạc thì mình mang tầm 5 bộ quần áo. Đấy, 5 bộ quần áo tổng thể nhá, trong ngoài tất cả. Rồi găng tay. Găng tay này tất thì cũng mang nhiều. Tại đi dài ngày mà. Một cái ổng chống nước mưa này. Áo mưa này. Đây là quà, mũ bảo hiểm cho người ngồi sau này. Túi bóng đen. Anh em nên mang túi bóng đen nhá, ví dụ để đựng nhiều thứ. Ví dụ ăn trộm ăn cắp gì thì đựng vào đấy. Người ta đỡ phát hiện ra. Với cả là đựng quần áo bẩn, đấy cho vào đó. Này là GoPro. GoPro và thiết bị cam để mình lưu, để mình đi quay. Cái này là nó cũng kiểu shorty ấy, gimbal ấy, nhưng mà nó có thể nổi. Khi mà anh em quay biển ấy, rơi mất thì vẫn còn vớt lại được. Bình nước để uống nước anh em ạ. Đi xa rất cần uống nước. Quần áo này xong rồi này. À và cái này đây này, mình quan ngại nhất là cái laptop của mình khá nặng. Bộ laptop này với lại sổ bút ghi chép ngày trước này, cái kèo ngày xưa mình đi vẫn còn này. Đấy, hành trình Đà Nẵng. Đấy, cũng phải thống kê lại cho anh em xem mà đi đến đâu nhỉ, tiêu cái tiền đâu. Cái này rất quan trọng ấy, mai sau mình người già nhưng mà mình ngồi mình đọc lại à. Mình cười lắm ấy. Một cái mũ lưỡi chai để đi bộ nhỉ. Ôi sao cái mũ mày xịn đấy. Ơ, cũng xịn đấy. Cái ấy mà. Cái này ai cho? Mua. Bao nhiêu? Mấy chục. Mấy chục à? Ừ. Ồ cái này sẽ hot đấy. Thì còn ổ cứng. Mình phải mang tầm 2T ổ cứng. Đây là cái đốc này. Rất quan trọng anh em nhá. Mình thì quay rất là nhiều. 2T chưa chắc đã đủ. Cái này 2T cộng với một cái. Đây nhá, một cái nữa này. Một ổ nữa, một T nữa. Là hai ổ mang đi. Đây còn cái này nữa. Muốn giới thiệu với anh em này, mấy cái đồ này hay lắm. Đây là cái đèn mini. Ví dụ đi rừng, đi biển, đi ấy nhỉ. Sáng lắm. Cái đấy hình bướm. Sáng kinh khủng luôn. Cái của mình cũng vậy này. Nhưng cái của mình cải tiến hơn là có cả đầu tô vít với đấy, để lắp vào cái đít này này để dùng. Hoặc là phá kính. Phá kính bằng cái đầu nhọn này. Mình cầm và mình đấm này. Choang cái trong những trường hợp khẩn cấp. À đây, cảnh báo này, đi đêm này. Đi anh em đi xà đạp xe xong rồi móc cái này về ở đằng sau ấy, người ta né mình. Đó, cái này thì cũng có thể làm được như vậy. Nó sáng lắm, nhìn nó chói. Cái này không chấp nháy. Cái đấy không chấp nháy, tùy vào từng cái. Lần này mình đi là hai xe ba người. Đi với một người thầy tầm 60 tuổi rồi anh em ạ. Thì thầy chăm sóc anh em mình. Đầu buổi sáng này thầy bắt uống trà gừng cho đường ruột ổn định. Rồi buổi trưa là bắt uống ozone để mà giữ nước với cả đỡ mệt. Đấy, đi chuyến đi dài ngày. Nếu tính ngày trước thì mình đi Đà Nẵng đúng không? Thì mình đi có 2 ngày à, tức là dồn tổng hợp lực luôn nhỉ. Để khô máu bắt đến nơi được luôn. Nhưng mà đây cái này là đi gọi là trường kỳ kháng chiến ấy, cho nên là cần phải có sức dai. Nếu không thì đi ấy. Mình cũng mong là học được rất nhiều bài học khi trong cái chuyến đi này. Mà khả năng nó chỉ xảy ra được một lần thôi đúng không? Tại vì bây giờ mày về nhá, bố mẹ mắt cưới vợ nhá, không bao giờ đi được nữa. Thì đây gọi là khả năng chuyến đi này chỉ có một lần trong đời. Rất có thể. Đấy, bây giờ thử gói hết đồ và xem nó gọn như nào nhỉ. Đấy là cái đề tài sáng nay mình đưa ra đúng không? Nếu như anh em mày rong ruổi bắt 3 tuần với một con xe ngoài đường thì anh em sẽ mang những đồ gì? Đấy, ngồi nghĩ xem mày phải mang đồ gì. Đây lần này là mình mang hai cái túi này. Cái túi Motogop này nó chống nước 100% anh em nhá. Mang một cái túi 40 này để cơ động này. Với một cái 90 này để đựng tất cả đồ, ví dụ như laptop bỏ vào này, quần áo bỏ vào này, để tối sửa ra tắm rửa thôi. Đấy. Thì tất cả mọi đồ nó sẽ gói gọn trong hai cái túi này.
Đấy, hàng xóm nhà mình ấy đi học về muộn. Xe này còn mỗi một cái túi Motowork 90 lít với lại một cái túi để hai bên. Mấy đồ này thì nó để những đồ khẩn cấp đấy anh em. Ví dụ như áo mưa này, rồi nước uống để hết trong hai bên này. Cũng gọn. Nói chung là ông này này hôm nay năm nay lãi có cái chỗ dựa. Vững chãi vãi. Ta đang định bảo là mày với ta đi cân. Đi cân xem mà trước chuyến đi là bao nhiêu cân, xong rồi sau chuyến đi là còn bao nhiêu. Xong rồi ta sẽ mở ra một cái dịch vụ đi phượt giảm cân. Bây giờ tăng cân hả? Bây giờ tăng cân. Ờ nhỉ, nó ngủ ác hơn rồi. Mở ra một cái dịch vụ cho gọi là giới đại gia ấy. Đi phượt giảm cân. Chỉ việc ngồi sau xe thôi, đi ăn toàn lương khô với cả uống nước lọc. Thế thôi. Hôm nay là một video gọi là chuẩn bị những cái đồ mà trước khi mình lên đường. Bây giờ đang là 10 giờ tối rồi. Để xem là lần này bọn mình đi thì nó cũng đúng vào cái dịp mưa bão. Cũng sợ là nó sẽ không được thuận tiện cho lắm. Tuy nhiên là mấy cái chuyến đi anh em để ý nhá, mà nó mưa gió các thứ ấy, mà đi rất vui. Đấy, trời đẹp đi nó bình. Chứ là phải có lúc khổ thì mới biết là sướng nó như nào. Mình cũng rất hy vọng là sau cái chuyến đi này mình học được nhiều cái, mà học được nhiều thứ, trải nghiệm nhiều hơn, biết được nhiều văn hóa, rồi cũng mở mang tầm mắt hơn. Mình nghĩ là thời điểm thích hợp để mà đi, chưa vướng bận gì, người yêu chưa có chứ huống chi là vợ con nhỉ. Thôi, cảm ơn anh em theo dõi video này của mình và nhớ like, đăng ký kênh và theo dõi cái xe đi xuyên Việt này của mình nhá. Thế nhá, bye bye anh nhá, đi ngủ đây, mai dậy sớm mình sẽ gọi đây là phần 1 đi, phần 1 chuẩn bị. Bye bye.